Từ đầu năm đến nay, nhiều trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Đây là hàng hóa đặc biệt phải đấu thầu tập trung. Thế nhưng đã hết quý 3, vẫn chưa có kết quả đấu thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế năm 2022. Đây là những trăn trở chung mà các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề y tế hôm nay. Đại diện Bệnh viện Mắt Quảng Nam chia sẻ về tình hình đầy khó khăn của đội ngũ y bác sĩ khi thiếu thuốc cũng như vật tư y tế. Có thời điểm bệnh nhân chờ 4 tháng không có thủy tinh thể để mổ mắt cho bệnh nhân vì mãi chờ đấu thầu tập trung. Mua thì chúng ta phải mua theo cái hình thức đấu thầu theo quy định, theo cái nghị định 63. Mua cho đúng. Đúng thì có nhiều hình thức, ví dụ chỉ định thầu, nhưng mà khi thanh tra ra thì chỉ định thầu là sai. Phải đấu thầu công khai, rộng rãi. Mà đấu thầu công khai, rộng rãi thì hiện nay Bệnh viện Mắt cũng như các đơn vị, các cơ sở y tế hiện nay không thể đấu thầu được bởi vì năng lực không có. Nhiều nguyên nhân của điểm nghẽn được chỉ ra là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chuỗi cung ứng bị gãy, thiếu nhân lực tham gia đấu thầu, khó khăn trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vướng mắc về hồ sơ thủ tục. Đặc biệt là tâm lý e ngại, sợ sai nên không dám tham gia đấu thầu ở cả nhà cung ứng lẫn các cơ sở y tế. E ngại cung ứng, đấy là của các cái nhà cung cấp thuốc, không phải ta. Có cái chuyện đó, anh vừa rồi trước đây anh bảo anh làm, bây giờ ta siết chặt cái đầu, bảo rồi có rồi là do dịch bệnh, rồi do nọ thế kia. Mà thậm chí vừa rồi xử lý Việt Á thì ổng cũng là cái người cấp thuốc, ổng cũng sợ. Ủy ban tỉnh giao cho bệnh viện giao lại thì nói là tôi là đảng viên, tôi phải nhận nhiệm vụ, đã giao đảng giao là phải nhận. Mà tôi không biết gì về đấu thầu ấy chứ, tôi không có một ngày biết về đấu thầu, tôi vẫn phải là phải làm chủ tịch hội đồng. Họ báo với các anh như vậy, đó là cái khó. Chúng ta làm nhưng mà động cơ nó phải trong sáng. Thời gian vừa qua rất là khó khăn cho ngành y tế, nhưng mà tại sao là chúng ta lại có mất rất nhiều bác sĩ giỏi này, ở nhiều cái bệnh viện rồi kể cả ở bộ. Tức là đằng sau đó là nhiều vấn đề về hoa hồng, về các thứ, đúng không? Cho nên là bị xử lý là cái tội đằng sau đó. Cho nên là cái này cũng là cái chúng ta phải nghiên cứu và rút kinh nghiệm. Đa số các ý kiến của cơ sở y tế mong muốn nên có một đơn vị độc lập, có chuyên môn để thực hiện hoạt động đấu thầu, vì hiện nay ở địa phương vướng rất nhiều. Đại biểu Phan Thái Bình cho rằng nên trả thầy thuốc đúng về nhiệm vụ chuyên môn, đừng để y bác sĩ vừa lo cứu người, vừa lo cứu mình.